Một vụ tin và sống. Xin kính chào quý vị. Xin mời quý vị cùng nghe bài đọc đức tin với tựa đề Không có tình yêu nào lớn hơn. Melbourne, Úc là quê hương đối với Shrine of Remembrance, một đài tưởng niệm chiến tranh vinh danh những người đã chết cho tổ quốc, được xây cất sau Thế chiến thứ nhất. Đây cũng là nơi vinh danh những người phục vụ trong các xung đột về sau. Đây là nơi thật đẹp với nhiều di tích nhắc nhở lòng can đảm và tận trung. Nhưng nét nổi bật của điện thờ là một sảnh đặt một tấm đá chạm khắc dòng chữ ngắn gọn: Không ai có tình yêu lớn hơn. Hằng năm vào ngày 11 tháng 11 lúc 11 giờ sáng, một tấm kiến phản chiếu nắng trời vào phiến đá để làm nổi bật từ tình yêu. Đây là lời cảm tạ đau xót đối với những người đã hiến dâng mạng sống mình. Chúng ta quý trọng ký ức về những người đã trả giá cao cho tự do. Thế nhưng lời ghi trên phiến đá đó còn mang ý nghĩa sâu xa hơn. Chúa Giê-xu đã nói những lời này trong đêm trước khi Ngài chết trên thập tự giá vì tội lỗi của toàn thế gian đang cần Ngài. Chẳng có tình yêu nào vĩ đại hơn là tình yêu của người chịu hy sinh tính mạng cho bạn hữu mình. Răng chương 15 câu 13. Sự chết của Ngài không nhằm mang lại tự do khỏi độc tài chính trị, mà tự do thoát khỏi nợ tội lỗi. Sự chết của Ngài không chỉ nhằm ban cho chúng ta cuộc sống tốt đẹp hơn, mà cho chúng ta sự sống đời đời. Điều quan trọng là phải ghi nhớ những người đã bỏ mạng sống cho tổ quốc. Nhưng xin chúng ta đừng bao giờ quên ca ngợi và tôn vinh Chúa cứu thế là đấng đã chết cho một thế giới đang hư mất. Thật vậy, chẳng có tình yêu nào lớn hơn tình yêu này. Trích từ câu nói của Bill Browder. Thập tự giá của Chúa Giê-xu là chứng cớ cao nhất về tình yêu của Đức Chúa Trời. Cầu gốc suy gẫm. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hệ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Răng chương 3 câu 16. Amen. Muốn thật hết lòng.